Hôm nay mà không trả thù thì con này tao thề mày. Hôm nay mà không trả thù được cái kia, tôi thề, tôi sẽ thề với cái bóng đèn và cái ánh mặt trời này, tôi sẽ như rảnh ấy. À cái này nha. Tôi lấy củi cái thứ của trong nhà để này. Nhìn oai oai thế thôi mà có cái gì đâu. Tôi cầm dao này nhìn thế cho nó oai nó đẹp thôi. Nhưng mà hôm nay nói với các bác là tôi phải trả thù một thứ. Chắc chắn phải trả thù một thứ bởi vì nó làm cho tôi lần này lần thứ tư rồi mà vẫn chưa thành công. Lần này lần thứ tư rồi đấy các bác ạ. Chưa thành công đâu, thì hôm nay tôi sẽ xử lý nó nha các bác nha. Đợi một tí nữa tôi sẽ mang cái đấy ra cho thằng Tiến nó đi nó lấy mấy thứ đấy nha các bác nha. Thôi bây giờ chúng ta nhẹ nhàng quay ở đây. Cái con dao tôi mang đi theo đây các bác. Con dao này lúc nào đi suối cũng rừng cũng mang theo rồi. Cháu Tiến nó đang đi nó lấy ít củi. Thì có một cái việc thế này. Tôi vừa nãy trêu đùa các bác gần cái giọng ấy là có một cái món mà tôi làm đến 4 lần chưa thành công các bác ạ. 4 lần. Một lần là làm ở nhà. Đợt đấy chưa quay phim gì cả. Một lần làm với thằng Tùng, với bọn thằng Minh. Đấy lần thứ hai, lần thứ ba làm với Tiến với Tùng. Cũng gần thành công. Tôi lần này tôi bảo là lần này nếu mà không thành công nữa thì thề với cái bóng đèn đang sáng tôi sẽ đập đầu vào cái thịt trâu các bếp để cho nó đỡ tức. Các bác nhá. Thì cái trứng đấy là quả trứng các bác ạ, nhiều lắm. Tôi hôm nay mua 8 quả trứng cơ mà, mỗi chú cháu 4 quả. Có 2 thằng thôi, Tùng này đi chơi rồi. Nướng trứng các bác nhá. Lần này tôi quyết tâm là sẽ làm sao nướng cái quả trứng thật ngon, thật chuẩn nhất để các bác có thể xem mà các bác đi đâu đấy các bác nướng trứng ăn nha. Lần này tôi cố gắng làm, nếu không làm nữa là làm tiếp lần thứ 5. Cứ lắc lắc thế này. Bắt đầu cho củi to đi Tiến. Thôi thôi, củi nhỏ thì thôi. Củi to đây, củi bên cạnh này. Đây là những cái khúc này cho vào được rồi đấy. Cho nó cháy dần đi. Khúc nào to to cho vào hết đi. Ý là nó cháy. Tiến đói chưa Tiến? Tân. Hả? Chứ Tân có đói không? Đói. Hả? Đói đó tí. Mày có đói không? Đói. Đói gì hả? Chưa, bụng vẫn chưa kêu. Bụng chưa kêu à? Thế bụng chưa kêu. Kêu rồi. Nào bây giờ than nó đã chuẩn bị được rồi các bác. Tôi sẽ dùng cái gậy này, tôi chọc những cái lỗ nhỏ nhỏ xuống cái tí. Mình đặt cái trứng cho nó đứng im đấy các bác. Đặt phía ngoài thôi nhá, không chặt phát được than đâu nhá. Tiến lên mang trứng ở đây đi. Để xong là cho vào đây để dần dần mình đốt lửa nhá. Mang trứng đây Tiến này. Nào. Đây, giờ đặt trứng cạnh như này các bác nhá. Cứ đặt cạnh cạnh như này thôi chứ tôi sợ cho trong là nó cháy. Mình lấy cái gậy này mình chọc xuống cái chỗ cát mà thì nó sẽ đứng im được thế này. Đưa hết đây. Lấy hết rồi đây đi. Các bác nhìn rõ chưa? Đây. Cho nó vào hết thế này. Đây. Ơi. Chào bác, chào mấy chú Tân là trong kia sẽ có một quả, hai quả phọt. Chả biết được quả nào có phọt không. Bốn quả trên kia. Cứ để thế này đã các bác ạ. Đẹp phết nhỉ, nhìn hay đấy. Cạnh lửa thôi chứ không dám cho vào lửa nữa rồi, nó bị quả sợ lắm rồi. Tôi zoom ra các bác nhìn nha. Đấy. Tiến đây. Tiến có thích ăn chưa?
Lần này thì cứ một tí là phải xoay, tí là phải xoay các bác ạ, cho chắc ăn. Không có thì mất bao nhiêu công sức rồi. Lại lung tung thì chán lắm. Cái hàng sau này thì tí nữa mình lại chuyển đến hàng trước. Hàng trước thì chuyển đến hàng sau. Nóng lắm đấy, mình sờ tay này nó rát hết tay. Phọt ra đấy. Cái gì? Một quả hay hai quả sẽ phọt. Hả? Cái trứng này. Làm sao? Nó sẽ phọt ra đấy. Một cá hay hai quả. Cá nhá. Cá nhá. Búng hu. Nếu mà nó phọt thì sao? Búng tai. Búng tai cái gì? Ừ. Mấy phát? 5 phát. Trời luôn. Nó không phọt thì tao búng tai mày. Nó phọt thì mày búng tai tao. Trời luôn. Đấy mày trông đi. Cho nó trông trứng thì mình chơi búng tai các bác nhá. Đấy mày xoay đi. Xoay đi được rồi đấy, xoay hàng chị trên. Chị ăn ra một tí. Ăn đấm đấy. Lần này tôi thực sự hết sức cẩn thận các bác ạ. Tôi sẽ làm lần này cố gắng hết sức cẩn thận có thể. Tức là tôi sẽ áp dụng chiến thuật là lấn biển, lấn rào, nên là cứ để chỗ này một tí. Không thì nó nguội nguội than, mình lại di nó vào trong một tí, hoặc là mình lại gạt than bên trong ra để cạnh nó. Không liên tục mình xoay. Thì bây giờ là bắt đầu tôi nhìn thấy các cái cạnh nó đã bắt đầu cứng cứng rồi đấy các bác ạ. Thì mình cứ chịu khó như thế nhá. Bởi vì là cái món này tôi làm lần này quyết tâm phải làm nó được mà. Làm không được thì thề bóng đèn là sẽ đi ăn thịt trâu giải đen. Con nào nổ. À mày đang xì hơi. Đấy. Hai quả này được rồi đây này. Rồi, còn mấy quả nữa để tí nữa là xong. Còn 6 quả này cứ để chỗ này cho nó ấm các bác nhá. 6 quả này cứ để chỗ này cho nó ấm này, một tí nữa là nó chín. Tiến cầm quả kia ra là hai chú cháu tôi mỗi người ăn quả đã. Đói quá, vừa đói vừa thèm. Đây, về người hai quả này xem nào. Thơm thì bỏ nướng. Thơm thì bỏ nướng á? Thơm ấy. Thế á? Chắc nó có mùi mắc khén đấy chứ. Các bác để tôi thử xem nào. Thằng Tiến bảo thơm thì bỏ nướng. Ô. Ai? Từ từ đã. Nóng thế này thì sao mà sờ được. Thử người như nào các bác. Nó bị quả này bị vỡ này. Nhưng mà vấn đề là nó không bị phọt ra ngoài các bác ạ. Hôm nay bọn tôi làm cẩn thận mà. Nó chỉ bị vỡ bên thế này thôi. Không vấn đề gì. Thơm thế Tiến nhỉ. Quả này cũng nướt một tí này các bác này. Đấy, nó nướt một tí này, nhưng chả vấn đề gì. Miết là nó không bị phụt ra ngoài như nọ nó bị phụt ra ngoài nhiều quá. Để một tí nó nguội là ăn. Dơ chiếc quạt ống kính như nào, lọ cói thấy có nóng không? Không. Dơ cái này tầm này. Đấy. Cúi xuống từ từ lên một tí đấy. Các bác nhìn thấy trứng ở Tiến này, trong cái lá cây này á không? Vừa nãy tôi phải dùng cái lá cây này tôi xoay ấy, nó nóng bỏng hết tay cơ mà. Thằng này có bị bỏng tay không? Có chứ. Có nóng ác nhỉ. Để đây đi, xong tí nữa mình đợi một tí nữa mình bắt đầu mình ăn được rồi đấy. Đây nữa, hoàn chỉnh rồi các bác. Không bị phọt ra quả nào. Để đây. Nào các bác, trứng nướng từ nãy giờ ở góc kia loay hoay cá buổi chiều bây giờ mới chín được mang ra đây. Hôm nay làm cẩn thận mà. Giờ thì ngon lắm rồi, Tiến nó đang thổi đây. Đấy, tất cả là 8 quả. Cái gì đây? Chuẩn bị ăn thôi các bác nha, đợi nó nguội nguội một tí nữa là chén. Mặc khén với muối này. Nhìn có gió không các bác? Ớt này.
cho nó cay một tí cho thằng Tiến cháy nước mắt luôn. Hơi nóng nóng. Chuẩn bị vào mâm thôi các bác ơi. Bát đây rồi. Sao nào? À, quả này còn nóng này. Còn bóc được không? Quả này thì bóc được. Bóc được rồi đấy các bác ạ. Bóc nha. Đây. Nó cũng còn hơi nóng nóng một tí nhưng mà bóc tốt rồi. Ú phải đập đập ra đã. Đập thì có cái gì đâu, hòn đá này các bác này. Ghè luôn vào thế này là vỡ. Sao đây? Ngon à? Ngon. Hoàn chỉnh một quả trứng nướng đấy các bác. Hôm nay đúng là cũng rút kinh nghiệm từ rất nhiều từ đợt trước đấy. Tôi ăn thử miếng đây nha. Nước chấm đây nha. Chấm tí đã. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đây này. Các bác nhìn thấy chưa? Mà khé là rồi đây. Ơi. Quả này gia vị ở đây hết này. Gia vị nó lắc vào đấy à? Gia vị ở đây hết này. À đúng rồi, ăn đi. Gia vị vào trong hết rồi các bác, mình chấm thêm thôi. Nào, chúc nhau một phát. Ngồi đây. Ngon không? Ngon. Ngon. Thế mà mồm biết không? Chúng ta ngon. Các bác ấy ăn cả quả mới sướng. Ngon. Nha, ngẩn máy ảnh lên tí. Nhìn Tiến này. Bọn tôi còn nhiều lắm. Mời các bác nha, quả này còn nguyên vẹn để tôi thử quả này nha các bác nha. Dụng cụ ăn trứng của bọn tôi đây. Quả này thì vỡ chất rồi. Quá chuẩn luôn, trứng nướng. Các bác hôm nay, đến hôm nay là tôi không không ấy nữa rồi đấy. Hôm nay là coi như là lần thứ tư là hoàn chỉnh rồi. Các bác đi làm trứng nướng này thì cố gắng là làm như tôi cái cách cho gia vị vào này. Mình lắc lên này, hoặc là mình cho vào cái áo mình quấn xong mình xoay là nó cũng lòng đỏ lòng trắng là nó lẫn với nhau. Thứ hai nữa là khi mình nướng vào bếp lửa ấy là phải đặt từ bên ngoài, chịu khó đấy, lâu đấy các bác ạ, không phải đơn giản đâu. Thế nhiều anh em bảo là sao có thế này không mang đi luộc cho nhanh, thế nhưng tùy chứ, trong trường hợp mình không có nồi thì làm sao. Đi rừng là nhặt được, chẳng hạn như là nhặt được ổ gà rừng chẳng hạn, đấy, ví dụ như thế. Một là mút sống, hai là nướng kiểu này cũng được, ba là chặt cái ống nứa. Xong là mình nấu trong ống nứa cũng được. Còn nướng này thì nó có cái hay là nó vui các bác ạ. Mà ăn nó ngon lắm. Ăn nó lại có cái mùi hơi ngái ngái một tí. Ý. Tiến được mấy quả rồi? 1, 2 quả. Rồi ăn đi. Đây, này lại chúc nhau phát. 1, 2, 3. Ơi, tí nó rơi cái này. Thế đang chơi chấm. Có chứ. Tôi đặt máy ảnh xuống đây mới chấm chứ. Chấm đã các bác nha. Lần này phải ăn từ từ thôi, không làm cả quả nữa đâu. Rồi, giờ bắt đầu mới chúc nhau. 1, 2, vô. Được đấy. Ăn đi. Ăn đi. Ngon nhỉ? Vâng. Mỗi lần 2-4 quả này thì tí về không ăn được cơm đâu. Không có ăn cơm đâu chứ. Nhưng mà Tiến đợt này gầy hơn đợt trước ấy. Ăn chua nhiều quá Tiến à? Ăn ít đồ chua thôi. Cay quá ớt. Mời các bác làm miếng trứng nướng. Hết luôn, 2 miếng là hết 1 quả. Hôm nay thành công món trứng nướng rực rỡ. Chấm mắc khén hạt dổi ớt nhiều nhiều phát, quả cuối cùng này ăn cho nó bốc. Các bác có nhìn thấy chưa? Mắc khén muối ớt thế này thì nóng còn đang bốc hơi lên này này, thấy chưa? Thấy chưa? Đỉnh cao đấy. Làm miếng đã, ăn xong rồi về thôi. Xong, một nửa. Ngon. Một nửa nữa. Chờ thế này nè, chúng ta đây. Chờ từ. Nè, nè. Thế nào? Nè em. Anh em.
xong không cho một phát mà mồm hết được một quả. Mồm bé à? Thôi rửa tay em chuẩn bị đi. Emirates là đội nào đây? Hả? Emirates là đội nào đây? Các bạn là Real Madrid rồi mà. Real Madrid à? Mày là câu lạc bộ đấy à? Mày ăn trứng nướng thế nào? Ngon, mềm và thơm. Thơm hơn lúc trước. Thế bây giờ có thêm 4 quả ăn hết được nữa không? Có. Ăn luôn. 20 quả cũng ăn hết. Thế hôm nào, nhưng mà mùa hè Giang lên đây còn chỗ này còn trống không nhỉ? Còn chứ. Thế à, thế cho Giang đi nướng trứng. Chỗ này người ta còn. Thế à, thôi đi về đi các bác ơi, về đi. Nhưng mà nước là nhỏ.